lại nha. Bây giờ hả? Bây giờ đang quay. Chào bạn các bạn, nay tem mình đi đập chuột các bạn ơi. Hello. Tập đoàn gì đi lùng chuột đó các bạn. Vô dẹt đi. Có bạn ơi, có mình thấy ẩu rồi, giờ mình chuẩn bị mình chẻ lên đi các bạn. Ê, nhanh chóng chẻ vô mắt đó bạn. Chưa từng có ong rồi bạn nè. Được thay ẩu. Nay là về chiên luôn nha. Có không? Đặt thủ luôn anh ơi. Có ổ đây lần dần lưng leo lên nó lục nha các bạn. Kiếm chuột anh ơi, đừng dọn dừa anh ơi. À, thấy người đứng góc hết đó bạn. Cây đâu rồi, cây đâu? Đây giống đâu luôn. Trời nào cái tàu nào cảnh? Không tên này trống trơn à. Qua bên kia lấy cây chọn Phương mà đi đâu Phương? Bây giờ chú Tí leo vô các bạn. Trời ơi, thanh niên này chứ. Bớt thấy chạy qua đây nè. Quăng. Lộm. Một con em với đồng chí ơi. Lấy gì đựng đó ta? Tớ toàn chuyện được hết luôn. Ngoài đó có bạc chuyện được đó. Nào, lúc đó nó. Lúc đó nó. Còn cái này. Cái vụ đó hỏi nó qua vụ này nữa à. Không được. Tao ran rồi. Không. Nó dùng tàu bên kia đó. Nào bên kia không có, tấm lỏng rồi. Có ăn gì kia tôi nó mới. Trời ơi. Lâu em đè lâu quá quên. Thọt cái cây của mấy bên đây nè phu, cái nhánh tàu nó để chèo qua mấy bên đây không chèo. Quơ cái cụm què hộp cái sản nó cái gì nữa. Đừng thấy đeo không rèo cực của thêm. Anh ơi, anh thay đồ tới anh lên đây. Ra nổi hàng lại không? Ăn không mà quay không nổi gì tên giờ ăn đâu. Đây cái thứ hai các bạn ơi. Trời ơi. Nó cái gì đó không các bạn ơi. Có chưa? Đủ hai số dẫm lúng với luôn rồi. Nó quay ngược lại tôi lại coi hả? Chưa qua được. Tới. Nó đang lặn như nước các bạn ơi. Để cho em nó. Làm sao đó con ơi, gấp coi nha.
đang canh đó bạn ơi. Thanh biết rồi nào. Sống luôn. Sống luôn anh em. Không. Cây đâu đủ mẹ đâu. Ngang bờ. Cây ăn thơm chứ đấy. Anh em phù hộ. Cỏ này gì? Có kỹ nha, có kỹ nha. Trời ơi. Lội mẹ nó khỏe hơn lưng rồi. Có kỹ nha anh em. Cảm nứng vô đó cảm. Con chuột đi. Tao hú lắm à. Chú tí rồi nha. Rớt nè. 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 Rớt chào tù hữu dưa leo hai số hai không phải thầy cho trong hỏi đời cây số nữa hả? Cây số nữa tới anh em, cây số nữa nghe anh em, bắt chuột vất vả nay gầm nữa chứ. Chuột ăn chay biết chọn ngày bắt chuột kìa. Phá hại mùa màng. Đúng rồi. Các bạn ăn tôm không? Giờ tới thọc luôn trăng mấy bạn ơi. Ê fan, fan. Lâu không gặp fan. Đi, đây nè. Chào nghe. Đừng bảo vậy. Không giận nghe. Mới ăn gì thôi vậy? Không, tăng là gặp 20 kg được á. Chứ đủ mẹ trăng ông với ba lớn vậy đường chuột cái mà cầm tay vậy. Đây nè. Để đây. Ui, ui, vậy nó chạy ra mày. Fan. Ngủ ngoài fan. Lâu có bạn thương thăm được mà ngủ ngoài mày. Ồ, bà vẫn hay lục chuột thầy luôn á. Làm gì không ta? Nhập fan. Cái đổ chuột. Chuột cái. Ra đây nè mà cậu có mấy con đó. Còn nữa hả? Đi lục chuột fan. Má khâu nặng thùng như cái chĩa này ớn quá không về quá trời. Nào là xì lim thì lon xì lim mà đủ. Cảnh làm gì vậy? Ao dính cái cây kìa. Lớn. Nó chạy tao nào la lên tao giật nha. Leo như gái luôn mấy bạn ơi. Mới đây mà lên tới đọt dừa rồi.
Chà, có bụi quá. Đâu, 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 đâu. Chỉ đây rồi mà nên kiếm đây. Thôi rồi. Lụm lụm liền mấy bạn ơi. Nữa không, nữa không, nữa không, nữa không. Sà liêm không các bạn. Đứng đầu lành góc dừa luôn mà thử ăn chuột nào chạy nổi. Chọc, chọc, chọc máy ở đây được. Còn nghe bạn ơi. Chết luôn rồi. Chỗ bằng ngón tay đủ mẹ rồi. Chết luôn rồi. Tàn mẹ. Chưa chừng à. Giả kéo rồi lái vô coi. Đứa con đập cho chết luôn rồi. Trời ơi, vô cái lỗ hả? Vô lỗ tay coi luôn à. Vô lỗ đó. Đập cho chết rồi để phá dưỡng vậy. Bắt nó được. Vô lỗ đó. Ủa, còn nữa. Còn tụi con nhóc lên á. Được không? Chuyện cái gì hả? Nhưng mà bắt con chó đó chứ. Tụi má này có phê nếp với thì liêm ngồi chứ. Rồi lụm 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 lụm. Dạ con gắn chết bỏ nha. Bỏ không? Trời ơi. Chuột con. Bự mà. Bự mà. Đừng nổi anh em ơi. Vậy. Bạn bơi trộn đó là lụm chuột đó. Có một cây dừa mà đứng chục mười mấy người nha các bạn. Cây dừa nó sợ luôn, không chiên chuột. Rồi đàn cây á. Rồi gái trúc rồi về luôn mấy bạn ơi. Thọt cây dừa không hết muốn gà trái luôn mà. Chọt hồi gái tội hủ luôn ạ. Đây là điệu điệu nhảy thọt dừa nha mấy bạn. Chứ không bắt nó phá dừa cũng vậy vậy. Hả? Ai không này đâu. Ai không này đâu nè. Giờ thành quả của mấy anh em của mình đi sáng giờ được nhiêu đây nè, giờ mình ốp nha mấy bạn. Ốp trước tiên là cho túi ốp thịt nướng trước đi. Rồi nước tương. Tại mình khoái nước tương mà chứ mình không khoái nước mắm. Chừng khoảng 1 ly rượu trắng nha mấy bạn. Nước tương. Sa tế 1 hũ. Cứng quá. Cái gan cắn các bạn. Chết luôn. Rồi giờ mình ốp nha mấy bạn. Trong nước hữu tình luôn bạn ơi. Ngon quá. Rồi giờ mình để cho nó thấm nha mấy bạn, rồi một chút xíu mình nướng rồi mình quay cho mấy bạn xem tiếp nha. Bỏ sâu rồi hết rồi nghe mấy bạn. Giờ mình bỏ lên mình nướng nha mấy bạn. Thấp vô đây trước cái. Hôm nay caramel dán mặt rồi, nay mình thế. Pha. Để lên máng luôn. Để nó nóng ông nội ơi. Nóng đồ nóng rồi, ba lửa than thì mà nóng gì. Tao nóng chứ mày đâu có nóng. Đó, đâu nóng đâu. Nóng không? Nóng đâu mà nóng. Nè mấy bạn, nãy có thằng cá lóc sinh dinh dưỡng nữa rồi mấy bạn. Nãy mình trẻ mấy bạn. Mình trẻ hả? Không ạ, người ta trẻ đi chung. Đây. Đây tay trẻ tay leo dừa ngày nay nè. Nay không có chú tí là chết luôn rồi. Hay leo. Mình lấy vô luôn. Để ngồi cho nó không khô á mình quét.
Chúng ta chú đâu quán? Cây á, chặt 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 đây nè. Đó, máng vô nước luôn các bạn. Chết rồi, cái này tháo ra giùm chắc qua. Cái đó là lùn. Nè tay mình cũng sáng đông mà mắc công chuyện cái về cái từ rút đứt hết à. Đó, hấp dẫn không các bạn? Đó, đẹp dẫn, đi thẳng lên luôn, bên tay trái. Bạn. Coi cái thang đồ bọng nó sao rồi. 1 2 3 khui 11 con chuột. Đâu 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 đâu, đây đây. Ê, nè nè. Đó. Nó hơi khô khô một chút rồi nè mấy bạn. Ôi, không đủ than rồi. Yếu than quá mấy bạn ơi. Này để mình đốt than thêm mấy bạn ơi. Để hồi chín rồi tôi quay cho mấy bạn coi nha. Rồi chín rồi các bạn ơi, giờ mình khui nha. 1 2 3 khui. À, vàng tươi luôn. Vàng luôn. Đây. Để giá lên cho bạn mình luôn. Đây lấy cái tàu lá chuối chú tí. Chú tí cầm tàu lá chuối nào lành chút coi. Ai già nào đỡ chút đi, đỡ chút đi để lên mới được. Không vàng chắc nóng. Này xuống đi. Đó, kê lên nóng quá. Nóng. Mới trong lò. À. Rồi nắm cái cây này rút ra đi cảnh. Dạ. Ai da. Rút cây ra luôn. Vui hè ra nha mấy bạn. Ôi. Quá trời đã. 11 con chuột. Đó. Nóng lắm. Chắc tỉnh quạt nó tụi chắc coi tỉnh đẹp rồi. Chắc tỉnh quạt tỉnh quạt nó cả. Vàng dữ anh em. Vàng dữ lắm. Ồ, chuột luôn. Điềm. Sắp xanh vành á. Dấu. Chuột cháu ngoại. Điềm không anh em? Thấy điềm không? Để đem vô lên bàn cái tôi quay tiếp cho anh em coi nha. Các bạn. Bây giờ tụi mình review thử các bạn. Vô anh Sơn. Vô xíu mình nè. Cảm ơn. Vô cái đùi. Ui cái đằng đó phải không? À, ui cái đằng á mấy bạn. Là cái đầu hả? Đó, quết nước này tương với tương thôi. Tương tới hết. Khỏi bạn nha mấy bạn nha. Chuột bạn. Thịt chuột ngọt dai lắm mấy bạn ơi. Vừa không? Không, chiều giờ mình đi đập mệt, nó ăn ngon lắm nè. Sáng giờ chưa ăn được gì luôn mấy bạn ơi. Chuột chùa Bến Tre mấy bạn ơi. Đó. Rồi miếng dưa leo quá à. Mở bạn mấy bạn. Thêm. Nó sẽ lấy cũng coi. Review không có lùi mấy bạn. Năng dữ hả? Có miếng nước trà đá đá vô. Mày ăn xôn ly trà đá nha. Đủ trà đá cũng chơi nó luôn hả bạn? Mồi ngon mà sáng giờ mình đập. Chuột này chỉ ăn bắp thôi chứ vô hương ăn đỏ được. Các bạn. Đó. Bạn muốn dưa leo nha mấy bạn. Làm cái giò trước mình phải làm cái giò sau nữa mấy bạn. Đó. Vô lên xuống. Vô xuống. Đây bộ đồ lòng, bộ đồ lòng. Trời ơi lòng chuột, gan chuột, tim gan mề hả? Tim gan mề. Đây. Mề chuột. Mề chuột hình thánh. Hỏi bạn không? Tôi tôi mình đi đập phải không? Này thật sự là rất là ngọt các bạn. Chuột dừa.
dừa là nó khác chuột Đồng Tháp. Đúng rồi. Nói có lời ngọt. Chứ Đồng Tháp mà có chuột dừa mà nó không được, còn chuột dai chuột Đồng Tháp à. Gọi này. Cái này gọi là chuột Bến Tre. Tre. Bến Tre. Tre. Bến Tre. Tre đấy. Tre. Nói chứ mình cũng xin kết thúc clip tại đây, đang cho mấy anh em còn dùng nữa nha mấy bạn. Tại mấy anh em đi chung với tụi mình mà review hồi hết rồi mấy anh em quýnh tụi mình nữa mất công. Có mấy anh em đi sáng đi chứ 9 người đâu mà mấy anh em ngại cam rồi không vô.